Hello, xin chào cả nhà và đại gia đình của mình ha, và tất cả các bạn luôn. Thì mình có đi ra ngoài đây mình phát hiện có cái dấu vết trồng dày á các bạn. Mà này trồng mướp nha, trồng mướp hay là còn gọi là cày mướp á, là trồng cày á. Thì mình phát hiện đó, thì để mình ra mình quay cho các bạn xem ha, rồi mình đem bẫy ra mình đánh, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn là cái cách mình đánh cái bẫy lồng con trồng này như thế nào ha. À, thôi mình tới nơi rồi, mình sẽ đổi camera lại, mình quay cho các bạn xem cái dấu vết của nó như thế nào ha. À, xin mời các bạn ha. Cái dấu nó đi nè các bạn, nhưng mà điều nó hơi cũ rồi nha, dấu nó hơi mờ nha. Nè, ha, cái dấu đây nè, nhưng mà sợ các bạn lấy mờ rồi các bạn nhìn không rõ. Đó, cái bàn giò đó nè ha, con này cũng bự nha, đây nó đi heo dài đây. Nhưng mà cái này nó mờ rồi, mưa nó bị mờ rồi, nhưng mà ảnh để lại phân này ha. Đây, phân con trôn mướp nè các bạn, lông chuột nè ha, trắng tươi nè ha. Đó, cái này là cũ rồi nha, qua đây mình cho các bạn xem, đi dài qua đây. Đây, đây cái khu này nó, đây nó để lại phân đây ha. Đây phân ở đây, rồi đây nữa nè, đây nữa ha, thì chứng tỏ là nó ở đây nha. Đó là cũng phân cũ nha, bên đây thì nó mới hơn một tí. Đây, đây, đây một bãi nữa ha. Đó, rồi đây nữa nè các bạn ha. Cái này là trồng mướp nha các bạn, thì mình nghi ngờ nó ở trong đây nè, nó ở trong cái toàn bộ cái khu này. Thì mình có đem 6 cái bẫy lồng ra đây mình quýnh 7 cái lần mình quýnh rồi, giờ còn hai cái này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là mình đánh cái bẫy lồng như trồng này như thế nào ha. Rồi để mình vô mình cho các bạn xem cái lồng nữa ha. Cái nó mình hình thức nó vậy nha các bạn, nó hơi lớn nha, lớn hơn những cái bẫy mình đánh bình thường ngày ngày ha các bạn. Thì nó hai lớp nữa ha. Đó, mình ngăn một lớp bên dưới là mình sẽ để chuột nè, đây nó có cái cửa nè các bạn, có lò xo nè ha. Mình sẽ bỏ chuột vào đây nha các bạn, mình sẽ đánh mồi sống nha. Mình nhưng mà trước giờ mình bỏ chuột nè, mình không có củ mì với không có lúa thì mình sẽ cho củ phai vô nha các bạn, nhà mình có gì mình tận dụng cái đó nha các bạn. Đó, củ phai vô, củ này hơi lớn đó, mình để vô cho chuột nó ăn, nó không có bị chết ha. Rồi để anh bắt chuột bỏ vô cho các bạn. Đây, mình sẽ bỏ vô chuột vô. Đó, một con. Hai con. Ba con, mình đánh bằng ba con chuột nha các bạn, cho nó thấy chuột đông cho nó nhảy vô. Đó, thì hình thức mình đánh nó vậy đó. Thì nếu mà có thì mình ra mình đặt cái thừa có, mai mốt mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Nó dính bắt đầu mình quay cho các bạn xem. Thì cái này đặt 3-4 ngày mới hâm nha các bạn, chứ hâm liền là nó nhát lắm, trộn thì nó khôn lắm. Bây giờ nghe hơi mình là nó đi có khi cả nửa tháng sau, một tháng sau nó mới quay về nha các bạn. Nó mình phải đánh, nó phải ngâm. Đó, cái lớp bẫy của mình vậy ha, nó chuột mình nằm bên dưới nè. Đó, mình thích nó vậy. Đó, thì cái cửa hình trước thì nó cũng y như cái mấy cái bẫy bình thường mình đánh đó. Mình có cây phá ha, khi mà cái bẫy mình nó sập xuống đó, cái cây phá nó rớt xuống là nó không ra ha. Rồi mình tiến hành ra đánh các bạn ơi. Là tới ngày đi thăm cái mấy cái bẫy chồn của mình đó các bạn, thì mình có thấy cái dấu vết chồn mình đặt rồi, nay giờ mình đi thăm nè. Nó các bạn thấy cái khu này người ta trồng tàm lớn không, hết thần hồn không. Đó, mình đặt có 7 cái rồi nha. Đó, để mình quay thử một vòng cho các bạn xem ha. Rất là lớn nha. Thì nhà mình ở trên đầu đường á, lâu lâu mình mới xuống ở đây thôi. Mà mình đi xuống đây thường thường là mình quýnh mấy cái bẫy này là mình quýnh sợ xa không nghe các bạn. Mình không có quýnh ở địa phương mình nha, tại vì đông gai là mình không có đi được, cho nên thôi mình đi quýnh ở gần nhà luôn. Mình coi mình ra mình quay coi có gì mình cho các bạn xem luôn ha. Bẫy này của mình là chưa từng xuất hiện ở trên cái kênh của mình nha các bạn. Đây, mình lại mình quay cho các bạn xem mà mình coi mình đánh như thế nào ha. Rồi, mình tới nó rồi nè, cái bẫy này còn nguyên nè.
Thì cái đáy này mình đặt y vậy nha các bạn. Đó. Rồi. Này con chuột nằm bên dưới này ha các bạn thấy không? Này cái bẫy mình hai lớp nha. Đó. Ha, con chuột nằm ha. Đồ ăn chuột vẫn còn nha. Rồi thì mình cứ đặt tiếp. Đặt chừng nào dính thôi. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ cái bẫy cho các bạn xem ha. Bẫy này của mình nha, đánh được nhiều loại thú nha các bạn. Đánh được cáo mèo nè, là gọi là mèo rừng á, cáo mèo là mèo rừng á, mèo bông bông á. À, trồn nè, trồn là rất nhiều loại nha, trồn đèn nè, trồn mướp nè, trồn hương ha. À, gắn, những con gắn khổng lồ sẽ vô bằng cái cửa này, đến đây là nó vô nó bắt con chuột mình, nó sập mà dính luôn nha. Mình đã từng quýnh được những cái con như vậy nha các bạn, nhưng mà hồi cái thời điểm đó là mình chưa có làm, mình chưa có mở YouTube nha, chứ mình không có làm cho nên mình không có quay. Bây giờ mình nói trước thì nhiều khi nó không có hay nha, thì để mai mốt nó dính thì các bạn thấy biết rồi ha. Đó, rồi bây giờ mình thăm cái đầu tiên là nó đã không có rồi, hang hụt rồi ha. Thôi mình để mình vô đồ cho chuột nó ăn rồi mình đi tiếp nha. Rồi để mình quay cái cảnh mà mình cho chuột nó ăn luôn cho các bạn thấy ha. Ở đây mình có cái cửa đó nha. Mở ra. Rồi mình bỏ cái củ khoai vô. Ở nhà mình có gì thì mình dùng cái đó nha các bạn, cho đỡ tốn tiền. Nói chung mình đặt cái bẫy này là mình không có tốn tiền gì hết nha các bạn. Chỉ tốn tiền một lần là làm cái lồng này thôi. Mình đi bẫy chuột là có dính chuột thì về mình bỏ vô mình đặt nha các bạn. Thì bây giờ nó chết hết con chuột rồi, còn có 1 con à. Giờ mình bỏ tiếp vô hai con chuột nữa. Đây, mình đi qua cái khác thăm tiếp nha các bạn. Rồi, mình đến cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Nó cũng vẫn ở quanh quẩn ở trong cái vườn tràm này thôi. Rồi, không sạch luôn các bạn ơi. Đây. Đó. Rồi, con mồi mình còn luôn. Con mồi mình còn nguyên ha. Rồi, thôi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi, mình tới gò mua nè các bạn. Tới cái bẫy tiếp theo nè, mình đặt ở trong cái gò mua này nè. Đó, hoa mua nở. Nở hoa đẹp không? Đó, này các bạn thấy không? Nè. Dấu vết của nó nè, thấy không? Nè, nó về nó. Nó ị phần ở đây nè ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái bãi chiến trường này ha. Đó, rồi. Mình đặt ở trong cái gò mua này. Nở hoa đẹp không các bạn? Thành phố Hồ Chí Minh mà qua mua nở như rừng nha các bạn. Này ở Củ Chi nha các bạn. Đấy, thấy ghê không? Mình sẽ lủi qua đây. Ồ, thấy cánh đồng qua mua hay ghê ha các bạn, đẹp ha. Tuyệt vời không? À, cái bẫy mình chọn đây. Rồi, không sập luôn các bạn ơi. Từ xa mình thấy nó không sập luôn, còn luôn. Đấy. Đó. Cái bẫy mình còn nguyên ha. Nó chuột mình các bạn nhìn thấy không? Đó, lớp dưới nằm à. Còn luôn ha, hết mồi ăn rồi, để mình cho vô đồ cho chuột ăn các bạn ơi. Qua hâm cái bên kia ha. Ở đây mình có 1 cái nữa nè các bạn. Chúng 7 cái mà. Đây hơi gặm nữa các bạn. Hơi khó đi. Đi mình phải mọp. Trời ơi, rồi rồi, thôi rồi. Hết biết rồi các bạn ơi. Nè,
Để mình coi nè. Trời ơi, con này nó dữ lắm rồi. Nó bự dữ lắm rồi các bạn ơi nè. Trời ơi. Nè, mèo nhà mà nó đi quang nè. Ồ, thấy khủng khiếp không các bạn? Thấy không? Nè. Đó. Để mình lôi ra cho các bạn coi nha. Nhổ cây ạ. Nhổ cây ghim. Nay mình đi không có cây dựng nha các bạn. Trời ơi, con này 4kg, hơn 4kg, 5kg các bạn, 4kg. Dữ lắm nha. Nè, thôi rồi. Hết biết luôn rồi, vô làm banh cái lòng mình luôn rồi ha. Nè, mấy cái bàn đập lòng mình nè ha. Banh lòng rồi. Mình giới thiệu cho các bạn nè ha. Cái lòng mình hai lớp nè ha. Chiên để quýnh những thằng quái vật bốn chân nha các bạn. À, và bảy lòng này nè nha. Mèo nhà con đi quang cũng không ngoại lệ nha các bạn. À, để anh đuổi ra cho các bạn. Đó, hay ghê không? Hay nó bự không nè. Đó, hay ghê không? Hay nó lớn không? Thôi. Thôi, con này mình thả nó các bạn ơi, không bắt đâu. Tại vì giờ mình không có cây dựng nha. Mình tạm ngưng máy rồi cái mình thả nó một cái rồi mình đi qua cái khác thăm các bạn ơi. Rồi, mình bật cái này ra cho nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Thả nó đi rồi nè. Ha, mình không có đem cái cây dựng. Nên trời giờ cũng chỉ mưa nó hơi mát á các bạn. Thấy nè, nó cắn nè. Lò xo đồ của mình đứt hết trơn rồi các bạn nè. Mấy cái bàn đạp đồ nè. Nó cắn gãy luôn nè các bạn. Rồi. Thôi mình đem cái bẫy này về luôn các bạn ơi, về sửa lại chứ kiểu này là thua rồi ha. Rồi, mình qua hầm cây khác ha các bạn. Cái bẫy tiếp theo các bạn, mà các bạn để mình quay một cái hàng dừa cho các bạn coi. Cái dừa này, cái cây dừa này, cái dừa gì nhưng mà gai ghê lắm nha các bạn. Thôi có cái đường này nó dài lắm nha. Từ đây mà nó tuốt xuống dưới tới dưới bờ sông dưới, thấy các bạn thấy xa ghê không? Rồi để mình quay cho các bạn xem ha. Cái trái này nè, con tròn hương nó ăn này nghe các bạn, nó ăn ha. À, nó ăn có ở đây, nó xả ở đây trái này ha. Đó, nó cạp nó ăn vậy các bạn. Một chút xíu mình quay cái buồng nó chèm cái buồng này ngồi, nó ngồi nó ăn ha, cho các bạn xem ha. Đằng kia kìa. Giờ mình vô mình thăm cái bẫy này trước đi, rồi lại hồi mình lại mình quay cái cảnh nó cho các bạn xem. Giờ mình vô thăm cái bẫy mình đây nè. Tới cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Đó, bây giờ là mình vô tới địa bàn này là địa bàn rất là nguy hiểm nha, địa bàn nóng nha các bạn. Là cái khu mình nói nè, trồn nó ở đây nè. Đó, cây mua mà các bạn thấy nó cao không? Mình không nghĩa địa gì với cái cây này nha các bạn. Cái khu này lớn dữ lắm. Đó, đặt một cái trong đèn. Rồi, từ xa mình thấy nó rồi các bạn ơi. Mình dẹt cái đường ra để mình vô mình đặt nè ha. Đó, cái bẫy mình trống lỏng rồi kìa. Rồi, cái này hụt rồi các bạn ơi. Để mình lại gần cho các bạn xem luôn cái kiểu mình đánh ha. Nè, đó cái nào này, cái kiểu bẫy mình đánh là vậy nè. Đó, lớp dưới thì con chuột mình nè, mồi, con mồi mình còn nè, đồ ăn còn ha. Rồi mình qua cái bên kia nha các bạn, còn hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Cái buồng này nè, nó trồng hương nó ăn nè các bạn, thấy không? Nó mồi nang nè ha. Mà buồng nào cũng vậy nha. Toàn bộ mà những cái cây này mà đều có trái mà có buồng là nó lên ăn hết, nó trèo lên ăn hết. À, nó ăn được nửa cái buồng này gần hết rồi ha các bạn. Chính là nó trèo lên ăn. Rồi để mình đi qua mình quay tiếp một buồng nữa cho các bạn xem nha. Rồi, đây một buồng nữa nè các bạn. Nó ăn cái buồng này nó cạp ở trên đầu gần, nó móc ở trên đầu ăn gần hết rồi ha. Nè, cái buồng này cho các bạn xem nè, nó đẹp nè nha. Đó, cái trái nó chín lên màu đỏ vậy nè. Đó ha. À. Đó. Nó mồi mấy anh kia nó ăn gần hết rồi, ăn qua gần tới bên đây rồi nè. Đó. Rồi thôi mình lại mình thăm cái bẫy mình luôn các bạn ơi. Đó, cái khu này nè, ở cái khu này nè các bạn. Còn trồn ở đây nè. Trồn hương, trồn mướp vẫn còn nha các bạn. Để tới cái bẫy mình quay, nhờ đi lại đây lại đó hơi xa. Rồi, mình đến cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Cái này mình đặt ở trong bụi mua nè.
có cái mình thấy nó có cái dấu đường đi ra vô đây nè các bạn, nó dấu đi ra vô đây nè, đi ăn nè, mình đặt ngay chỗ cái đường này luôn. Rồi hình như nó sập rồi các bạn ơi, con gì ta. Rồi mình chưa thấy rõ con gì, trời ơi bự lắm các bạn ơi, đứng đây. Rồi con trồn các bạn ơi. Rồi đây nè, rồi đây nè, thấy không các bạn ơi, rồi vô rồi nè, có rồi, rồi chạy trồng nè các bạn xem nè, đây nó đây, trời ơi con này, trời con trồn hương rồi các bạn ơi, trời con này sao mà dạng dữ rồi trời, trời ơi con trồn hương các bạn ơi, bây giờ sao giờ ta, mình không có đem đồ, không có đem đồ nghề, không có đem gì theo bắt hết trơn á, mình còn cái bẫy nữa mới hết. Trời ôi nó bự dữ lắm các bạn ơi, đây nè, để mình đặt bên hông mình quay cho các bạn xem nè, trời nè, trời ơi nè, trời ơi nó nằm muốn bít cái lòng luôn, trời ơi hết thân hồn luôn các bạn, trời con trộn hương các bạn ơi, đúng rồi, không có nghi ngờ gì hết trơn á, con trộn hương, con trồng hương cái đuôi đen thui à, bốn cái chân đen thui à, thôi bây giờ mình, bây giờ đừng la, mình không la nữa nha, giờ mình để im đây, mình qua mình thăm cái bẫy bên kia luôn, xong rồi mình quay trở lại, mình về nhà luôn, mình chạy về nhà, mình đem đồ nghề ra, đem cây dựng đồ ra, mình đem đồ nghề ra bắt nó nha các bạn, cho các bạn xem nha, chứ bây giờ mình không mang cái gì theo hết trơn á, khu này không có người. Thôi mình chạy giết về nhà các bạn ơi. Mình dừng lại một cái nha. Tớ lỗi rồi nè các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình chạy xong rồi mình không có đi, mình không còn cái nữa, mình không có hâm luôn. Mình chạy giết về trên nhà mình sợ người ta thấy, người ta phát hiện á. Người ta ươm một cái là chết mình luôn các bạn ơi. Trời ơi con trồng hương rồi, bữa nay mình vô rồi các bạn ơi. Đi mẹ dùm nè, cái mặt nó kìa trời ơi. Đã hết biết luôn rồi đó, thấy không đó, cái bánh này đó, thấy không, không còn nghi ngờ gì không đó, mình đâu có nghi ngờ gì nữa đâu, thấy không, thôi ơi con nãy dạng quá trời luôn các bạn ơi, thôi ơi mình run hết trơn luôn, hết thần hồn rồi, thôi bây giờ mình đem nó ra trống nha các bạn, mình chạy nãy giờ hơi mệt nha các bạn, thông cảm nha, để mình nhổ cây ra. Nè, mình đặt là cái bẫy mình nè ha các bạn. Mình niêm hai cây hai góc nha. Nè, đặt cây niêm nè. Cho cái bẫy mình cứng nha. Đó. Trời ơi, lò xo đồ xiết luôn, nó cắn banh hết trơn rồi các bạn ơi. Nó nhưng mà mình có cái cây khá lên nha. Trời ơi con này. Trời ơi con này nó thơm dữ lắm các bạn ơi. Nó thơm phức hả? Để mình niêm nó ra ngoài nha các bạn. Nó thơm dữ lắm. Rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đem nó lại đây rồi, mình nãy giờ mình chạy bộ cũng hơi mệt á, mình cũng có nghỉ chút cho nó khỏe lại, mệt quá, mình đem đây trống nè, giờ mình tiến hành bắt nó ra nha các bạn. Đây em nó đây, hết biết luôn các bạn ơi, bít cái lòng mình luôn đó, để nó trở qua cho các bạn xem. Đi nó cắn mình nè các bạn, sợ nó cắn. Ôi con này hiền quá, nó lò xo đồ hang, bạn đạp đồ nó làm banh hết trơn rồi hang các bạn. Hai cái lò xo nó cắn bạch hết banh hết rồi, nhưng mà hên nha, mình không phải là hên đâu, nhưng mà mình cái mặt trước mình các bạn thấy không, mình có cái cây phá này không, nó này con này khờ rồi, con này đuối lắm rồi các bạn ơi, con này vô lâu rồi, con này mình phải về, giờ là về tâm kết thúc xong mình về mình cho nó uống nước liền các bạn ơi, con này nó chắc nó khát nước, nó đuối lắm rồi nè. Ồ, quá trời đã hen các bạn. Ôi, coi cái tay mình rung các bạn. Chưa có cái gì bằng. Cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp. Thôi ui, đã. Sướng quá trời luôn các bạn ơi. Giờ mình không muốn bỏ nó xuống. Mình không cầm gì hoài. Thôi ui, quá tê rồi. Bữa nay quá đã các bạn ơi. Cho mình cầm chút xíu nữa nha các bạn. Chỗ đã nè, còn cái mặt đó nè. Ôi mình quên, nó thơm quá, mình không biết con này được cái ta, để mình xem thử cái nha, được cái đây, trời ơi được các bạn ơi nè, hồi hai cái giấy nè đó, con trùng được
vô rồi trời, con trong đực các bạn ơi. Hèn chi mình nghe nó thơm quá trời luôn à. Trời ơi, rồi, tê rồi. Trời ơi, đã. Rồi, thôi mình tiến hành bắt nó ra nha các bạn. Để mình hạ cái camera xuống chút nha các bạn. Cho nó... Rồi. Trời hiền các bạn ơi, hiền quá hả, con này hiền lắm, ra, 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 trời ơi, nó quá trời thơm luôn các bạn ơi, đây, vô túi rồi các bạn ơi, chắc ăn rồi ha. Rồi để mình buộc cái lại nghe các bạn. Rồi xong. Vô rồi các bạn ơi, vô túi rồi. Thôi nay vô rồi các bạn ơi, nay ấm rồi. Ngon là đây. Quá đã rồi. Thôi còn cái nữa mình qua mình thăm coi nó có hôm cái rồi mình kết thúc chuyến bữa thăm bẫy của mình, bẫy trồn mình ngày hôm nay nha các bạn. Quá tê rồi các bạn ơi. Mình đến cái bẫy cuối cùng nha các bạn. Bẫy này mình đặt cặp cái hàng rào. Cũng vẫn là cái gò mua này nha các bạn. Làm con nữa cái trời ơi thôi. Chắc có nước bữa nay rồi thôi. Xỉu luôn nha các bạn. Đó, trời đã luôn rồi nha các bạn. Trời ơi, hôm nay mình vô mánh rồi các bạn ơi. Hôm nay mình vô được kèo lớn rồi. Rồi, cái này còn nguyên các bạn ơi. Vô cho các bạn coi cái bẫy mình này. Này, mình dạch cái luồng mình đặt này. Đó. Đó. Nè, cái bẫy mình còn nguyên ha. Thì các bạn nhìn thấy nó gặm này ha, gặm bi cỡ này ha. Rồi, thôi mình ra mình kết thúc, mình cân thử con trồng coi nó được nhiêu ha các bạn. Nãy mình có mang cái cân, mình chạy về nhà mình sang đồ, mình lấy cái cân ra luôn. Trời ơi, đã quá các bạn ơi, tê hết người luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thăm cái bẫy cuối cùng nó cũng không có dính rồi, nó hụt rồi. Không có dính con nào nữa, thôi mình giờ mình lại mình căng thử coi nó được nhiêu ha các bạn. Mình cũng kết thúc cái clip của mình, video của mình bữa nay luôn ha. Chứ nó cũng dài quá rồi ha các bạn. À, trước giờ mình cắn, mình kết thúc, mình căng con trồng á. Mình sẽ cho các bạn xem cái bẫy mình sơ qua một lần nữa ha. Thì lò xo là nó cắn banh hết rồi ha. Thì cái bẫy này cũng giống như thường bẫy bình thường đánh thôi nha. Nhưng bữa nay cái bẫy này nó lớn dữ lắm nha các bạn. Nè, nó cắn cái dĩ mà để bàn đạp để sụp bẫy là các bạn nó cắn banh sát luôn rồi nè ha. Nè, đó, nó cắn này ha. Đó. Thì vẫn không ăn được con chuột mình nha các bạn. Nè, con chuột mình vẫn còn dưới nè. Ý, mắc con rồi. Vậy là nó vẫn bắt được con chuột nha các bạn. Nè, nè ha. Mình quýnh là ba con chuột nha các bạn. Mà giờ mất tích hết con rồi. Phải không? Ờ đúng rồi, mất tích con dưới bên đây con nó cắn đứt cái giò nè các bạn thấy không? Đó, để mình đưa gần cho các bạn nè ha. Nó dẫn môi lên con chuột lên nó ăn nha, mà nó cắn bứt được con một cái giò một bên luôn ha. Đó. Con này là vô mình con chuột này nó cũng lành cái giò rồi nè các bạn ha.
Vậy là mình nghĩ con này là vô được 2-3 đêm rồi nha các bạn, cho nên nó mới khờ dữ ra nó đừ. Rồi, sản phẩm này của mình luôn nha các bạn, thương hiệu này của mình luôn ha. Sụp xuống một cái là cây này phá xuống ha các bạn, là không đường ra nha các bạn. Rồi, các bạn nếu mà thấy hay ha, nhớ đăng ký kênh và like ha. Rồi, giúp mình ha, đăng ký kênh là sẽ xem được nhiều video hay khi mình đi rừng mình quýnh cái bà loại 17 này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái clip mình bữa nay ra con trùng này coi nó được nhiêu ha. Nó nặng quá nặng các bạn ơi, mà thơm dữ lắm. Quá đã rồi. Nói chung thì mệt nhưng mà đều nó đuối, nhưng mà đều sao mà nó khỏe các bạn ơi. Mình cũng không hiểu làm sao nữa. Mà giờ nó hết mệt luôn. Nó khỏe rồi. vô kèo lớn nhưng nó khỏe. Không còn mệt nữa, đã. Rồi, để mình móc vô ha. Đây, mình sẽ cho ngay đây nó hơi bị chá nắng nha các bạn. Để mình lấy cho các bạn xem ha, rõ ràng đâu đó đàng hoàng ha. Đây, cái cân mình là 0,0 nha các bạn. Cái cân mình là cái cân 5kg nha. Đó. Sao nó không lấy nét được, nó chỉ vậy thôi. Con này nó hiền quá hiền các bạn ơi. Đây, rồi mình cân thử nha. Là cái bao có con trồng không nghe bà, không có gì nha, nó nặng dữ lắm nha các bạn. Con này nặng dữ lắm, trời ơi, nó làm gì mà quan cái ụt thấy ghê à. Bao nhiêu đây, trời ơi trời, 3,2 kg các bạn ơi nè. Trời ơi, phải không ta, phải không, hay là 3,5 kg. Ờ đúng rồi, 3,2 kg, 3,2 kg, cái gạch trên là 3,5 kg á các bạn nè. Hồi hàng chi nó nặng quá trời luôn. Thôi rồi nè, đó mình đưa gần cho các bạn xem nè, đó, ok, quá ngon các bạn ơi, hết biết rồi. Là con này từ bì ra rồi 100g cái bao nè nghe các bạn. Là con này còn được 3,1 kg các bạn ơi. Thôi bây giờ mình giỡn đã quá, mình cũng không biết nói gì. Đang sướng. Các bạn thông cảm nha, tại vì nói chung mình nó mừng quá. Mình lâu lâu mình quýnh được con tròn nó có giá trị gì mình mừng nha các bạn. Nó khoái. Thì thôi video nó dài quá thì các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Thì cuối video các bạn cũng cho mình gửi lời ha, chúc tất cả các bạn cùng gia đình ha mạnh khỏe an lành ha, vui vẻ. Thì các bạn xem video thì thấy hay vui thì các bạn nhớ đăng ký và like ủng hộ mình ha các bạn. Rồi thôi mình xin chào các bạn nha, hẹn các bạn video sau ha.